Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là kem chống xước ô tô xe máy. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Kem xóa vết xước ô tô xe máy. Kem xóa vết xước xe ô tô mang thương hiệu Wago sản xuất theo công nghệ Mỹ tiên tiến, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu như bút xóa vết xước, kem xóa vết xước, cana xóa vết xước vân vân, nhưng sản phẩm của chúng tôi hơn cả được hàng nghìn lượt mua hàng thực tế và với phản hồi tốt. Tính năng chính của kem xóa vết xước xe ô tô xe máy: sạp xóa bỏ nhanh tận gốc vết xước sâu cứng đầu do va chạm, vật nhọn đâm vào hoặc do cọ sát cành cây, lau dễ lau có đá dăm, xử lý sự oxy hóa phai màu của tuổi tác, làm sạch vết mưa, phân chim, nhựa đường, ố bẩn trả lại màu sơn như mới, tăng cường bảo vệ lớp sơn của xe, cải thiện tuổi thọ của lớp sơn ô tô. Ngoài ra, kem có tác dụng phủ sóng sơn ô tô, giúp chống nước và bụi bẩn cho gương kính. Cách sử dụng tẩy vết xước ô tô xe máy. Vết xước rất nhẹ, có bề mặt phẳng. Bước 1, xịt nước lên bề mặt vết xước. Bước 2, lấy sáp miết đều lên bề mặt và xung quanh vết xước. Bước 3, lấy khăn miết và lau hơi có lực một chút. Nếu vết xước sâu có đổ lồi lõm. Bước 1, xịt nước lên bề mặt vết xước. Bước 2, lấy sáp miết đều lên bề mặt và xung quanh vết xước để sáp lấy kín phần lõm do va quệt. Bước 3, lấy giấy nhám được cấp trong hộp, nhám thật nhẹ quanh vết xước. Mục đích làm phẳng bề mặt vết xước, lớp sơn dư do va chạm sẽ dính vào sáp. Bước 4, lau nhẹ bằng khăn ẩm qua bề mặt vết xước. Bước 5, lấy sáp miết đều lên bề mặt và xung quanh vết xước lần tiếp theo. Bước 6, lấy khăn miết và lau hơi có lực một chút. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau.